Xin chào tất cả mọi người. Vậy là tròn một tháng kể từ khi mà em thay giá thể cho đến bây giờ ấy, là đã đúng 30 ngày. Thì trước video ở phần 1 ấy, em đã hướng dẫn cho mọi người cái cách là thay giá thể. Thì em cũng nói đến về cái vấn đề là cái cây mai ấy, là bản chất cái cây nó là cây rừng, cho nên là cái sức sống của nó rất là mạnh mẽ nha mọi người. Thì trong cái quá trình mà từ lúc mà em thay giá thể đến bây giờ ấy, là em có đổ thuốc kích rễ 2 lần. Và trong 2 lần đó thì em có tưới nước sớm sơ sơ qua để cho giữ độ ẩm cho được tốt. Thì bây giờ ấy, em sẽ quay lại và em sẽ quay chi tiết đến cho mọi người xem coi là cái cây mai này hiện tại là đang đâm chồi như thế nào nhá. Đây, hiện tại là nó có những cái lá nó to như vậy rồi nhá mọi người. Đấy, lá đang ra rất là to. Em sẽ quay những cái cành to này cho mọi người xem. Đó. Và những cái chồi nó đang nảy ra, đang rất là nảy ra, rất là khỏe nhá mọi người. Đấy, nó có những cái chồi này, nó đang đâm ra rất là nhiều nhá mọi người nhá. Đấy, trên một cái cành này đang đâm ra rất là nhiều này. Nói chung này, bây giờ nó đâm ra tất cả các cành luôn mọi người ạ. Thì cái cây mai này, em cũng nói sơ qua cho mọi người biết là cái cây mai này, cái lúc mà em thay giá thể ấy, thì trước khi đó ấy, là nó yếu, nó đã yếu mấy năm liền rồi nhá mọi người. Nghĩa là cái lá của nó cứ vàng đó mọi người ạ. Thì trong cái thời gian mà cây nó yếu như vậy ấy, thì em đã quyết định là em sẽ thay giá thể cho nó. Thì trong thời gian mà thay giá thể ấy, thì phải bắt đầu trong vòng từ một tháng trở lại là bắt đầu là cây nó đã phục hồi dần, và cái đọt nó đang ra rất là nhiều nhá mọi người nhá. Đấy, đấy là em đang quay sơ qua cho mọi người xem. Đấy, mọi người nhìn thấy không, cái đọt đang đâm ra rất là nhiều nhá mọi người. Để mà cho sự phát triển của cây mai của mình nó được tốt ấy, thì mọi người lưu ý là đầu tiên ấy, là mọi người hãy sử dụng công thức giá thể giống như em chia sẻ. Thứ hai ấy, là mọi người sử dụng thêm thuốc kích rễ cho cây mai đúng cách. Thì em cũng nói lại cho mọi người biết là khi mà cái cây mai này của mình tỉa hết rễ đi và không còn lá nữa ấy, thì cái độ hấp thụ nước của cây hút nó không có. Cho nên là mình chỉ cần khi mà mình tưới nước ấy, mình chỉ cần tưới một lần thuốc ra rễ thôi. Thì trong vòng tầm từ 1 tuần cho đến 10 ngày mình kiểm tra thì hầu như là độ ẩm nó vẫn còn khi mà mình đã tủ gốc ấy mọi người. Thì sau 5 ngày tiếp theo thì mình kiểm tra độ ẩm tiếp theo. Thì trong vòng tầm từ 1 đến 15 ngày khi mà mình cắt rễ thì khi mà mình tưới và tủ gốc nó chuẩn lắm mọi người. Thì cái bay hơi nó sẽ không có thoát ra nhiều ấy, thì thường là đất của mình nó sẽ giữ độ ẩm rất là tốt. Bởi vì rễ nó không có, dẫn đến hiện tượng là nó không có hút nước được, cho nên là độ ẩm nó vẫn còn. Cho nên là thường ấy, trong vòng từ 1 đến 15 ngày mọi người kiểm tra, nếu mà độ ẩm nó ok thì mọi người không cần phải tưới. Còn sau 15 ngày ấy, thì thường là lúc đấy là khi mà lá mà đã đâm chồi ra rồi ấy, là lúc đấy là có rễ. Khi mà có rễ thì cái độ mà rễ nó hút nước thì nó sẽ là nhiều nước hơn. Thì mọi người sẽ kiểm tra và mọi người tưới ra rễ thêm một lần nữa. Thì như cây này này là em sẽ tưới ra rễ 2 lần, là từ lần đầu và sau 15 ngày là em tưới thêm một lần nữa. Là như cây này em tưới rễ 2 lần. Thì như tới ngày hôm nay ấy, là 30 ngày rồi. Thì em kiểm tra là chồi nó đang đâm ra rất là nhiều nhá mọi người nhá. Nghĩa là khi mà chồi đâm ra như vậy là nó đang có rễ bắt đầu là phát triển. Rồi em cũng nói sơ qua cho mọi người biết là tại sao ấy mà cái lá của những cái cây mai khi mà mình cắt rễ hết thì bây giờ nó đâm chồi ra như vậy ấy, mà cái lá thường nó hay bị xoăn như vậy. Cái thứ nhất ấy là nó xoăn như vậy này thì thường là mọi người hay nghĩ đến tình trạng là do bị bọ trĩ đúng không? Nhưng mà thật sự ra nó không phải nhá mọi người nhá. Do là cái cây của mình ấy khi mà cắt rễ ra như vậy thì khi mà cây nó đâm chồi ra do không có rễ dẫn đến tình trạng là mất cân bằng dinh dưỡng ở trên cái lá này, nghĩa là cái lá này nó không có đủ chất dẫn đến hiện tượng là bị co lá nhá mọi người nhá. Thì cái hiện tượng này ấy nó sẽ được khắc phục khi mà cái rễ nó ra đầy đủ và cái rễ nó hút được đầy đủ các chất dinh dưỡng do mình cung cấp ấy, thì từ đó là cái lá nó sẽ không bị nữa, chứ không phải là do là bị bọ trĩ hay là bọ hay là sâu gì nó làm cho quan nhá mọi người nhá. Thì cái này là cái lưu ý đến cho mọi người. Video em xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Hẹn mọi người sang video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Hãy đăng ký kênh và bấm nút chuông. Đừng quên like, comment và chia sẻ nhé.